Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 8 tháng 4 và ngày 9 tháng 4. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục bị nén về phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung trung bộ hoạt động với cường độ mạnh. Trên các vùng biển phía đông nam bộ, gió chuyển hướng đông bắc đến đông có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đông bắc cấp 2 cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông bắc cấp 3, cấp 4, ngoài khơi sóng cao dưới 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 2,2 m, xuất hiện lúc 15:30 ngày 9 tháng 4, thấp nhất âm 1,2 m, xuất hiện lúc 10:00 ngày 9 tháng 4. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,58 m, xuất hiện lúc 7:30 ngày 9 tháng 4, thấp nhất 0,39 m, xuất hiện lúc 15:30 ngày 9 tháng 4. Tình hình xâm nhập mặn, độ mặn tại sông Gành Hào cao nhất từ 25 đến 27 phần ngàn, xuất hiện ngày 9 và ngày 10 tháng 4. Độ mặn tại kênh gỗ lậu Phụng Hiệp cao nhất từ 26 đến 28 phần ngàn, xuất hiện ngày 9 và ngày 10 tháng 4. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn tại Phước Long cấp 3. Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh có xu hướng ít thay đổi. Riêng tại Phước Long còn phụ thuộc vào tình hình điều tiết nước của địa phương, cần chủ động các phương án bảo vệ các vùng sản xuất trong tỉnh. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.